Pin Hoàng Sương, huyện Mù Căng Chải, khách nghỉ có mi cài, hạ xích ết ban hecta bám hảy, rú hùa hủy hùa băng, bưng bị cải ma, nhờ tỏi năm đỉ xưa nạp vịa, bài trừ cánh chuồng hoang bài trừ ngân, bài trừ lồng ngạp bạc ngao, khu kiến lúc rú còn po me, chở con nơi côn rú nỉ, có đẩy nhau sườn bài khẩn, côn dần có mi trách nhiệm sùng cải xưa, cuồng nạp vịa, bài trừ lồng ngạp bạc ngao. Tỏi năm quản lý bài trừ bám hảy, mỏi bì, đảng bộ huyện Mù Căng Chải có mi nghị quyết vẹt của mít đẻ, bom ăn giao chỉ tiêu kế hoạch khảo bưng cửa quản, bàn ngành, cánh bưng xã, chất dù nạp vịa triển quan cái trên mặt vịa quản lý bài trừ bó mày hợp quân dần, tòa năm nạp vịa khoán, cánh ký chào hèn mặt vịa bài trừ bó mày đối tòa bưng mũ hùa hươn, bom ăn hư có tự tàng sư đí mặt vịa bảng ngân, hở quân dần cùng vịa tòa năm bài trừ bó mày. Tòa năm tỷ xưa nạp vịa đầy rào, hư bản quản lý, bày trừ bá mày hùa 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 băng Mù Căng Chải, có cạt kiên tỏi cấp ủy đảng chỉnh quyên của bản na, rào khoán bá mày hào sân bày quản lý bày trừ. Sắc mắn tập tư phong cầm phai mày lam bá, mi bơ cách luông, quản lý mản cạt, buồng vịa bày trừ bá mày, hàm cấm vịa, phát bá mày, hàm bá mày, vảy dệt hay, cánh lườn lam tà đìn bá mày. Thường xuyên tuyên truyền dung còi có lưng chơ truyền qua mà bưng luông đang chính sách cổng đảng tỏi năm ký chào hèn đối tập hùa hươn nhàn bào báo vải phụng ó vỉa phai mày lam bá của ngũ hành khở báo hàm tát bá mày lạ lôm cuồng bưng bị cải ma xã của bưng vua bản uẩn pa quản lý bày trừ bá mày phong cảm phai mày lam bá bàn dài về dệt hở bưng tổ bày các tuân kiểm tra mọi bì hư xã của có khầy bằng ngân thủ po hở cày cầu hỏi hùa hương tòa năm bảy trừ bá máy tòi số ngân lò cài chất hỏi trường mặn ngân bài bò mè lò mít đen ngân tiên dần đài đẹp mặn cằm gión vỉa lò lườn lam hàm tắt bá mày lạ lôm cay nỉ nàng huyện Mù Căng Chải cỏ mi án xếp lại mú tòa năm quản lý bảy trừ bá máy tòi án băn hùa hương tỏi năm cài lại pì tòa năm chỉ sách bằng ngân bảy trừ bá máy khu kiến thức số không bò mè có đẻ nho sùng nhiệt lọ lúc ngủ chảnh cánh ngồi cho trách nhiệm công việc quản lý bảy trừ bá mày đẻ nho sùng nhờ ẩn lại pì tám nỉ nạp vỉa hầm tắt bá mày lạ lôm lườn lam tà đìn bá mày phải diệt hay dú bản na có báo phụng ót lé bung phụ vỉa phai mày lam bá có cảm giòn lông lài vẹt tà cón pì sỏng băn bảy tơ xí ban quản lý bảy trừ bá mày Mù Căng Chải có sức tàm bàn cài xí xíp tỉ mặn ngân ma vỉa lò sủ sấm quản lý bá mày hào dân bay nhằn quản lý bày trừ bá mày giúp bạn na có phân nhằn bào cục kiến thức giúp hợp bò me trong thời gian tới bong gian tóc nản nỉ xung khỏi có chất dùi nạ bịa triển quam sàng bành ma lò bưng xiểm tang vài vong cảm phai mẻ lam bá khương cản kiểm tra bưng phồng trên ngài đi phụng ó cản lớ đìn sư bà lò nạ bịa lò phai mẻ lam bá phụng ó tướm tên nạ bịa bày trừ bá mày bòm tòa vỉa di tỉ sư nạp vỉa lò khoán bày trừ bá mày hở bò mè chủ con này côn bưng bị cải ma bản quản lý bá mày hùng hồi hổ băng Mù Căng Chải còn lưng chơi chất sùi nạp vỉa khẳng mài cánh khải quảng ta đìn bá mày mỏi pì bụ má đè té sò hỏi hạ xíp họt xí hói ta công tác quản lý nạp vỉa quản lý cánh bày trừ bá mày lò nạp vỉa gốc chính sản cần khỏng huyện Mù Căng Chải cày nỉ con dần cỏ sắc mắn cánh nhắc sùng hồi cho trách nhiệm cuồng vỉa là quản lý cánh bày trừ bá máy. Bừa bưng bá máy khiêu chăn, huyện Mù Căng Chải cỏ cảm quyết tỏi năm cửa đại lang tỷ bưng nạp vỉa bức cách luôn quản lý bày trừ bá máy. Cánh chờ ảo tinh mết đà đìn đẩy bút bá máy khỏi huyện Mù Căng Chải, lươn khơn khai, chết xếp vân hỏi khảo bị sóng văn bày sao hà.